chiều nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã kiểm tra thực tế dự án hệ thống thu gom nước thải khu vực Mỹ An, Mỹ Khê. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam và lãnh đạo các sở ngành liên quan. Từ năm 2018, Đà Nẵng đã đầu tư thí điểm hệ thống thu gom nước thải riêng lưu vực Mỹ An, Mỹ Khê với hai cửa xả thoát nước ra biển và dự án đã được nghiệm thu tháng 1 năm 2022. Thực tế thì đến nay, lượng nước thải phát sinh vẫn chưa được đấu nối toàn bộ vào hệ thống thu gom. Cùng với đó là tình trạng các hộ dân lấn chiếm lối thoát hiểm, ảnh hưởng khả năng thoát nước mưa sau nhà và nước mưa đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải, gây quá tải khi xảy ra mưa. Thời gian qua, Ban Quản lý đã chỉ đạo nhà thầu duy trì vận hành hệ thống thu gom nước thải riêng, đồng thời Sở Xây dựng cũng chỉ đạo tiếp tục vận hành hệ thống cũ để đảm bảo nước thải không tràn ra biển. Về lâu dài, thành phố sẽ tính toán kéo dài cửa xả về phía biển, kết hợp các giải pháp cảnh quan phù hợp, chuyển nước mưa về hướng sông Hàn, đồng thời nâng cấp hệ thống thu gom hiện trạng. Qua kiểm tra và báo cáo đề xuất của các đơn vị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, mục tiêu lớn nhất của thành phố là phải giữ sạch bãi biển. Vì vậy, việc nước thải xả tràn ra biển khi mưa vừa qua gây ô nhiễm mất mỹ quan, ảnh hưởng du lịch là vấn đề cần khắc phục ngay. Trước hết, cần khắc phục bất cập đối với hai hệ thống thu gom song song hiện nay. Tôi đề nghị ban sự đảng ủy ban phải chết là đánh giá lại tất cả những cái thực trạng này, những cái khó khăn tồn tại và cái việc mà trước mắt là phải tập trung yêu cầu đấu nối lại cho tất cả các cái nhà hàng khách sạn mà hiện nay chưa thực hiện cái việc đấu nối vào cái hệ thống mới của chúng ta để thực hiện cái việc xử lý để nhằm hạn chế bớt cái phần xả ra. Cái thứ hai nữa là tôi đề nghị là công ty môi trường phải đảm bảo cái việc lạo vét sạch sẽ cái khu vực lòng cống nha, để hạn chế đến mức thấp nhất là các cái tồn dư mà dẫn đến cái việc mà khi mưa to dẫn đến cái việc đẩy cái nước thải ra ngoài biển. Xây dựng và công ty cấp nước phải có cái giải pháp về mặt xử lý trong cái tình huống khi mà nước mưa ở những thời điểm cao điểm để hạn chế cái việc đẩy nước mưa ra ngoài biển. Thì cái việc này, cái việc ứng trực rồi quan sát rồi làm cái gì đấy là công chí phải có cái chịu trách nhiệm. Về lâu dài, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố cần chỉ đạo tính toán phương án bịt các cửa xả ven biển, đồng thời tính việc chuyển dòng về sông Hàn. Làm cái chủ trương để đầu tư để hệ thống bịt tất cả các cái cửa xả này đã, không tuyệt đối không cho các cửa xả này ra xả ra ngoài biển. Và cái phương án về cơ bản là tôi thống nhất với cái chủ trương là sẽ có cái hướng chuyển dòng đổ về cho hệ thống sông Hàn, giống như là cái hệ thống thu gom nước mưa của dự án Hồ Xuân Hương. Đi theo cái hướng như thế thì chúng ta mới đảm bảo cái đồng bộ được. Và đồng thời rà soát lại tất cả các cái trạm bơm để tính toán lại cái công suất và các cái phương án để mà đảm bảo được cái việc là khi mà có mưa lớn thì chúng ta đủ công suất để mà bơm cưỡng bức để quay trở về sông Hàn. Còn địa điểm các cái cửa xả ở sông Hàn vào cái ở các điểm nào cho nó phù hợp với lại cái quy hoạch chung của thành phố thì tôi đề nghị ban các sự đảng, ủy ban công chí phải tính toán. Và cái việc này thì cần phải có cái triển khai ngay và cái dự án này cần phải sớm đưa vào để cho Hội đồng Nhân dân quyết định vào cái cuộc họp cuối năm này. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân sớm đấu nối vào hệ thống thu gom để đảm bảo môi trường cũng như hiệu quả hệ thống, tránh lãng phí.